Xin giới thiệu thập phương thảo dược trong đời sống của bạn. Thuốc đau nhức và tê, công dụng cho đau nhức cơ bắp và thần kinh bị chèn ép. Thuốc bổ khớp, dùng cho phong thấp khớp bị thoái hóa, chống viêm sưng và giảm đau. Thuốc tăng cường tiêu hóa, ăn uống khó tiêu, phình hơi, chướng bụng. Thuốc thanh nhiệt thang, chuyên dùng cho phụ nữ trước và sau thời kỳ mãn kinh, đắng miệng, khát nước, bổ thận âm, mát gan, mát máu, tẩy độc tố. Thuốc Skin Detox 2, chuyên dùng cho bệnh eczema, chàm lở. Thuốc bổ thận hoàng, bổ khí huyết, bổ thận, tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, đuối sức. Thuốc allergy, dị ứng hoa phấn theo mùa, ngứa mắt, ngứa mũi. Thuốc táo bón, chuyên dùng cho bệnh táo bón kinh niên cho mọi lứa tuổi. Thuốc giảm mỡ, low cholesterol trong máu, giúp tăng cường mỡ tốt, đào thải mỡ xấu, tăng cường tuần hoàn máu. Mọi chi tiết xin liên lạc Xuân Đường Chăm Cứu và Dược Thảo 408-270-3622, website xuân đường.net, đại lý Tân Á 510-534-1180.